trong cái không gian chật hẹp như những cái khu phòng trọ sinh viên này, thì nó đem lại cho em cảm giác, nói chung là nó mát hơn quạt rất là nhiều. Thưa quý vị và các bạn, giữa cái nắng nóng lên đến 39-40 độ C thì một cậu sinh viên trường đại học công nghiệp đã có một phát minh giúp giải nhiệt hiệu quả cho những căn phòng của những người công nhân hay những bạn sinh viên chưa có điều kiện lắp điều hòa. Chúng ta hãy đi xem cái phát minh này như thế nào nhé. Chào bạn. Các bạn đang làm gì nhỉ? Em đang là thi công để thiết kế cái phần điều hòa đá mini ạ. Dương Ngọc Mỹ vừa tốt nghiệp đại học công nghiệp và bạn phải mất 40 phút để hoàn thành chiếc điều hòa tự chế này. Cái điều hòa này nó sẽ chia làm hai phần, là phần buồng lạnh và phần điện. Đây là cái mạch điện của nó, em đã tối hóa trong hộp này. Thì phần điện này có nhiệm vụ là cung cấp điện và điều khiển cái hai cái quạt gió này. Phòng lạnh chia làm 3 ngăn. Đây là 3 ngăn trong lạnh. Có ngăn đá, ngăn nối tụ và ngăn đối lưu. Cái thứ hai là cái phễu lạnh, em thiết kế giống như cái phần cục nóng và cục lạnh của điều hòa. Nó có cánh chuyển hướng gió. Là theo nhu cầu sử dụng đổi hướng gió theo yêu cầu thích của mọi người. Hiện nay trên mạng đang có rất nhiều sản phẩm điều hòa tự chế. Thì sản phẩm của bạn thì nó có tính năng vượt trội nào nổi bật không? Về phần nổi điện, về phần điện. Về phần hệ thống điện thì cái này nó sử dụng nguồn đôi 12V. Nên công suất đáp ứng được đủ công suất cho quạt và điều tốc, quạt chạy rất êm. Thế còn có thể gắn thêm điều khiển từ xa và các sợi dơ le và cầu chì chống giật, chống cháy. Hiện nay đang có một số bạn sinh viên và những người công nhân đang ở những phòng trọ như thế này, họ đang sử dụng cái điều hòa tự chế. Bây giờ chúng ta hãy xem là họ sử dụng như thế nào nhé. Sau 2 tháng đưa sản phẩm điều hòa tự chế của mình ra thị trường với giá 350.000 đồng, Mỹ đã bán được hơn 100 chiếc. Điều này đã đem lại cho Mỹ một nguồn thu nhập mới. Nhiều khách hàng tỏ ra khá hài lòng về sản phẩm này của Mỹ. Em thấy cái điều hòa mini này sử dụng rất là mát trong cái không gian chật hẹp như những cái khu phòng trọ sinh viên này. Tiết kiệm điện, đặc điểm vượt trội lại có giá thành rất rẻ nên điều hòa tự chế của Dương Ngọc Mỹ thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng, nhất là những người có thu nhập thấp trong những ngày nắng nóng cao điểm. Phóng viên truyền hình Thông Tấn đã có cuộc trao đổi với Phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Quang Thông, Viện Vật lý Kỹ thuật Đại học Bách khoa Hà Nội để đánh giá về sản phẩm này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Quang Thông, hiện nay đang xuất hiện một số loại điều hòa tự chế. Thì xin ông cho biết là cái nguyên lý cơ sở khoa học vật lý của cái loại máy như thế này. Các cái thiết bị mà chúng ta gọi là điều hòa nhiệt độ thì đó là máy nhiệt lạnh. Máy nhiệt lạnh này, các cái máy này cho phép chúng ta lấy nhiệt từ một cái thể tích không gian nào đó và làm giảm nhiệt độ ở cái môi trường đấy xuống theo cái yêu cầu mong muốn của chúng ta. Vì như chúng ta đều biết thì cấu trúc của một cái bộ điều hòa tự chế đó, một cái dụng cụ đó mà ai đó ai cũng có thể tự làm được, nó chỉ bao gồm những cái vật dụng rất là dễ kiếm, dễ tìm mà không đắt tiền. Ví dụ như một cái quạt có thể là quạt điện một chiều hoặc xoay chiều, công suất nhỏ hoặc công suất lớn tùy theo cái nhu cầu chúng ta dùng. Một cái hộp bằng xốp hoặc là thùng nhựa để chúng ta đựng môi trường mà chúng ta có làm mát, ví dụ như là đá và
Như vậy là chúng ta đã có thể tự xây dựng lên một cái thiết bị như vậy. Những cái loại sản phẩm điều hòa tự chế này thì rất được nhiều người chào đón. Xong rất là nhiều ý kiến cho rằng nó có hại cho sức khỏe và cho những cái thiết bị điện tử trong nhà. Vậy ông có ý kiến như nào về vấn đề này? Vâng, như chúng ta nói, bản chất của các cái công cụ tự chế này thực chất là một loại quạt hơi nước mà có thể mang hơi ẩm, mang cái nhiệt độ của đá ra được cái môi trường bên ngoài. Về ảnh hưởng sức khỏe thì nó phụ thuộc vào cơ địa và sức khỏe của mỗi cá nhân, mỗi con người. Nếu như ai đó có bệnh lý về phổi, ví dụ như hen suyễn, ví dụ như đang bị các mắc chứng bệnh về phổi, thì rõ ràng là nếu chúng ta mang nhiều hơi nước lạnh thì nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Thì chúng ta đều hiểu rằng là các thiết bị điện và điện tử đều kỵ với lại nước. Cho nên là nếu chúng ta sử dụng cái dụng cụ mà chúng ta gọi là điều hòa tự chế đó, thì chúng ta cũng nên tránh cái hướng thổi của cái làn gió hơi nước đó. Qua đây thì ông có cái lời khuyên hay có cái gợi ý gì cho những bạn sinh viên, những cá nhân mà đang có cái ý tưởng mà sáng tạo ra những cái loại máy tự chế như thế này? Cái đó tôi nghĩ là nên khuyến khích các bạn trẻ và đặc biệt là các bạn sinh viên học các cái ngành nghề về công nghệ kỹ thuật. Chúng ta coi như đó là những bài tự thực hành để chúng ta có thể chúng ta có thêm những hiểu biết nhất định về các cái khía cạnh, về các kỹ năng về kỹ thuật. Ví dụ như là chúng ta sẽ phải biết là nếu như cần một cái lượng gió là như thế nào thì nên mua một loại quạt tương ứng công suất là bao nhiêu, hay là các bạn sẽ có thể tính toán được là bao nhiêu lượng đá cho một cái thời gian chúng ta sử dụng là bao lâu, rồi làm thế nào đấy để cho nó có thể là sử dụng cho một cái không gian lớn hơn. Xin cảm ơn ông rất nhiều ạ. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng điểm lại những sự kiện trong nước đáng chú ý.